do là họ phát hiện có hành vi gian lận trong cách giao dịch và cách vận hành quỹ. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Debate. Thì cách đây khoảng 3 tuần, trong cộng đồng trader quỹ thế giới nói chung và cộng đồng trader quỹ Việt Nam nói riêng đã đón phải một cái tin khá là rung động, đó chính là quỹ MFF và quỹ TFT đã cấm hoàn toàn những trader đến từ Pakistan do là họ phát hiện có hành vi gian lận trong cách giao dịch và cách vận hành quỹ. Và họ cũng đưa ra là Việt Nam hiện tại đang nằm trong những cái khu vực mà họ đang theo dõi, do là cách hoạt động của trader Việt Nam cũng đang góp phần làm ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của quỹ. Đó. Thì dưới góc nhìn của mình á, mình sẽ phân tích cho anh em xem tại sao những hành động đó lại ảnh hưởng đến quỹ và lý do tại sao họ phải theo dõi chặt chẽ cái thị trường Việt Nam của chúng ta như vậy. Mình cũng hy vọng là những anh em nào xem xong clip này và đang hoạt động quỹ theo cách đó, chúng ta nên hạn chế lại để tránh ảnh hưởng đến cộng đồng nói chung ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào video để xem là cách quỹ hoạt động như thế nào và việc làm của chúng ta ảnh hưởng đến họ như thế nào ha. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu là những cái nguồn thu của quỹ đến từ đâu. Đầu tiên nó sẽ đến từ các tài khoản tham gia thử thách và không pass được. Thì như anh em đã biết, giao dịch là một cái nghề rất là khó đúng không? Giao dịch lợi nhuận rất là khó rồi, mà quỹ này nó yêu cầu chúng ta là phải có được lợi nhuận là 8% đối với MFF và là 10% đối với STMO trong vòng đầu tiên, tương đương với lại lợi nhuận là 80-100%. Sau đó chúng ta phải tiếp tục bước vào cái vòng 2 là lợi nhuận phải là 5% nữa. Đó, thì cái số lượng mà trader pass được hai cái vòng này á, thực sự không có nhiều. Và sau khi pass rồi á, MFF nó cũng đã thống kê rồi, số lượng mà những trader sau khi pass và cầm quỹ live á và trade ra có lợi nhuận á, nó chỉ chiếm có 6% thôi. Do đó cái nguồn thu mà từ các tài khoản thua á, nó cực kỳ nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi pass rồi, cầm live rồi thì chúng ta giao dịch có lợi nhuận, chúng ta phải chia lại cho quỹ một phần nào đó nữa, như là 82 ở STMO là 82 hoặc là MFF là 85% đúng không? Đó, liền chia. Tiếp theo là quỹ nó có một cái con bot gọi là AI á, nó sẽ theo dõi những cái tài khoản này giao dịch ổn định và an toàn và có lợi nhuận tốt, nó sẽ copy cái tài khoản đó, đó, và cũng có lợi nhuận. Còn một cái nữa mà cái này mình không có nêu ra tại vì nó chưa chắc chắn, đó là ôm, nghĩa là nó sẽ, con AI này nó cũng sẽ đánh giá những cái tài khoản nào có khả năng thua, có khả năng thua trong tương lai, mặc dù là pass qua rồi hai vòng rồi, nhưng với cách giao dịch đó nó đánh giá là tài khoản này sẽ không giữ được lâu, thì quỹ nó sẽ ôm cái tài khoản này luôn, là nó sẽ không có đẩy lên thị trường á, và nó nghĩ là tài khoản này sẽ thua và nó sẽ lấy lại tiền. Thứ tư nữa là những cái số tiền mà anh em gửi vào quỹ á, ít nhất anh em phải bị giam 1-2 tháng đúng không? Cho là anh em pass hai vòng trong vòng 1 tháng đi, rồi anh em phải giao dịch thêm 1 tháng nữa, anh em có lợi nhuận thì anh em mới rút. Thì trong 2 tháng đó, cái số tiền mà anh em nạp vào á, coi như là anh em gửi tiết kiệm, gửi ngân hàng. Thì cái số tiền đó nó sẽ dùng để đem đi đầu tư những cái chỗ khác, sinh ra lợi nhuận cho nó. Rồi, thì nói đi cũng phải nói lại, lợi nhuận ở đó thì nó cũng có rủi ro. Rủi ro đầu tiên là gì? Là nó copy vào những cái tài khoản mà giao dịch xui, bị không tốt. Những hát trước nó tốt, nó không copy, nhưng mà sau khi đánh giá xong nó thấy tốt, nó copy thì lại thua lỗ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như mình nói là nó ôm lệnh, những cái tài khoản nó ôm á, mà tự nhiên người ta là đánh lời hơn nữa thì nó phải rút tiền túi ra nó trả rồi. Đó, cái thứ tư, cái thứ ba là đem tiền đầu tư thua lỗ. Đó là cái rủi ro mà cái quỹ nó kinh doanh á, thì nó sẽ có nguồn thu như vậy và nguồn thu của nó là như vậy. Nó có rủi ro và cũng có lợi nhuận ha. Do đó một cái quỹ tốt á, thì chúng ta phải đánh giá nó, xem là nó hoạt động lâu chưa, ít nhất là phải từ 3-4 năm để coi là cái cách mà nó vận hành cái dòng tiền như thế nào thì chúng ta mới yên tâm bỏ tiền vào cái quỹ. Rồi bây giờ mình tiếp tục sẽ phân tích cho anh em xem là tại sao những hành động của chúng ta lại ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của nó như vậy. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục phân tích các lý do mà quỹ nó đang để ý đến trader Việt Nam. Thứ nhất là Việt Nam đang có cái vấn đề là thi hộ. Thi hộ thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái gì?
ảnh hưởng trực tiếp đến các tài khoản không bắt sử hết nè. Tại vì như mình nói, cái này là một cái nguồn thu của quỹ đúng không? Mà nếu như chúng ta thi hộ cho những người không có khả năng pass thì chúng ta đã gián tiếp làm mất đi cái nguồn thu của quỹ. Mà đã trực tiếp làm mất đi nguồn thu của quỹ và gián tiếp ảnh hưởng đến cái vấn đề là sau khi quỹ nó đưa cái tài khoản like cho cái người được thi hộ và cái người được thi hộ đó lại chay thua thì lại mất tiền của quỹ một lần nữa. Cái thứ hai là copy chay theo hệ thống. Nghĩa là sao? Nghĩa là một tài khoản nhưng họ có thể cho 10 đến 20 tài khoản khác nhau để copy. Thì nó ảnh hưởng đến cái gì? Quỹ á, họ đưa ra là họ muốn tìm kiếm những trader giao dịch tốt để họ đưa vốn cho những trader đó chay. Thì đương nhiên họ đưa cho 10 ông khác nhau thì 10 ông sẽ có 10 cách giao dịch khác nhau. Cái rủi ro của nó sẽ được chia đều. Đó. Nhưng nếu như hiện tại quỹ đưa cho 20 ông giao dịch copy chay của một ông thì chả khác nào cái rủi ro của nó lại nhân lên 20 lần. Đúng không anh em? Tại vì 20 người cùng giao dịch một phương pháp thì thua thì thầm thua hết. Đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là đánh giá cái AI này. Cái AI này nó sẽ không có nhiều lựa chọn để nó đánh giá. Đúng không? Nó chỉ xem được một người thôi, tại vì nó đang hay vì có 10 người khác nhau cùng dịch 10 phát khác nhau thì nó sẽ đánh giá và nó đưa ra được cái vấn đề là nên copy của ai. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại có 20 ông cùng dịch một phương pháp, cùng một điểm vào, cùng một thời điểm thì chẳng khác nào quỹ nó lại nó đưa cái rủi ro nó tăng lên 20 lần. Đúng không? Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là hẹp dinh hai quỹ khác nhau. Nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ như anh em có một cái tài khoản ở bên FF 20.000, một tài khoản bên TFT 20.000, một bên anh em sell và bên anh em buy, anh em đánh full margin thì cái quỹ bên FF anh em cháy đi thì cái quỹ bên TFF của anh em sẽ lợi nhuận lên. Đó. Và hành động này á, chúng ta thường làm sau khi nào? Sau khi chúng ta nhận tài khoản like và sau khi chúng ta đã rút được lợi nhuận lần đầu tiên, quỹ nó sẽ trả cho chúng ta tiền tiền lãi nè và tiền phí thi nè. Lúc đó là rủi ro của chúng ta không còn nữa. Tại vì giờ chúng ta có mất, chúng ta có cháy đi thì mình cũng đã rút được cái phí thi của mình về rồi mà. Đó. Thì như vậy á, thì chúng ta sẽ làm cho cái gián tiếp làm cho một trong hai quỹ nó sẽ bị mất tiền. Và hiện tại FFF với lại TFT nó đã liên kết với nhau. Và nếu như anh em hedging buy bên FFF và sell bên TFT cùng một thời điểm á, thì nó sẽ đánh giá và nó sẽ khóa tài khoản của anh em luôn. Cái lý do thứ ba là bắn tín hiệu. Bắn tín hiệu thì nó cũng tương tự với là copy trade, cũng là những cái trader không có đủ khả năng phân tích nhưng mà lại muốn kiếm tiền thì lại vào trong cái nhóm tín hiệu này cho một cái gọi là trưởng nhóm này bắn đánh theo. Thì quỹ nó cũng sẽ thấy là một cái nhóm tín hiệu đi có khoảng 50 người, mình biết có nhiều nhóm tín hiệu bắn tín hiệu quỹ á, 50 đến 100 người, thì anh em cứ tưởng tượng đi, có phải là quỹ nó đang giao một số tiền, một cục to, thay vì nó chia cho 100 ông thì nó lại giao một cục to cho một ông mà ông này đứng đầu đánh cùng một cái số lượng như vậy thì cái rủi ro của quỹ nó sẽ nâng lên rất là nhiều. Do đó quỹ nó có những cái cách đánh giá như là xét về IP, xét về thời điểm nè, rồi nó coi là anh em có hẹt tin hay không để nó đánh giá qua một quá trình dài nha, chứ không phải là ngày 1, ngày 2, để nó xem là những cái hành động của chúng ta có ảnh hưởng đến cái doanh thu của nó hay không. Và có một cái lý do nữa mà mình không đưa vào đây, mình thấy là nó chưa hợp lý lắm, đó là anh em nói là do trader Việt Nam chơi có lãi nhiều quá cho nên nó scam. Cái vấn đề mà trader Việt Nam chơi có lãi nhiều thì mình không chắc lắm nha, tại vì thị trường Forex Việt Nam là cái thị trường mà sinh sau đẻ muộn. Từ năm 2016 chúng ta mới biết tới Indicator Horizon, thì ở bên nước ngoài họ đã biết về SMC, biết cọp. Rồi mãi đến bây giờ 2020 chúng ta mới bắt đầu biết tới SMC, biết về biết cọp. Thì bên nước ngoài họ đã nhảy tới như là Footprint, TBO, Heatmap rồi. Thì lúc nào chúng ta cũng đi sâu họ hết đó. Thì anh em nói cái vấn đề mà trader Việt Nam chơi có lãi mà để FF nó scam á, thì cũng không chính xác lắm. Tính ra thì cái số lượng mà trader Việt Nam chơi có lãi á, nó không có
đáng là bao so với những cái trader nước Mỹ hoặc là Canada hoặc là Úc đó. Thì mình từ đó mình không đưa cái lý do đó vào đây là mình thấy là nó chưa hợp lý, cũng như là TMF đã thống kê rồi, những trader sau khi nhận tài khoản live mà giao dịch có lãi đều á thì chiếm khoảng 6% thôi, không có nhiều đâu đó. Cho nên mình nghĩ là quỹ nó không phải scam, mà tại vì những cái hành động của chúng ta đang trực tiếp ảnh hưởng tới cái lợi nhuận của nó, cho nên nó mới làm gắt lên thôi. Do đó mình qua cái video này á, mình muốn khuyên là những anh em nào đang hoạt động theo cái kiểu này, thứ nhất là người cung cấp những dịch vụ như là thi hộ, copy hay là bắn tín hiệu á, thì chúng ta nên ngừng lại cái này, và thay vì đó chúng ta có thể dạy cho họ có thể bắt thủy bằng chính bản thân của họ. Còn những người nào đang sử dụng cái tín hiệu này để bắt quỷ hoặc là để thi hộ thì mình nói luôn là các bạn, cho dù các bạn có bắt được quỷ đi thì cũng chưa chắc các bạn đã giữ được tài khoản live, nếu như không thực sự khả năng của các bạn có thể bắt được quỷ đó. Thì qua video này mình hy vọng là chúng ta sẽ ngừng lại những hành động này để cho cộng đồng chơi quỷ chúng ta tốt hơn và không phải là một con sâu nằm rọ trong nồi canh ha. Ok, thì cảm ơn em đã theo dõi cái video này và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.